Dạ, Hiếu Phan xin mến chào tất cả quý khán giả. Chào mừng quý vị đến với bản tin hôm nay trên kênh của Hiếu trong ngày 19 tháng 7. Nội dung thông tin trong video ngày hôm nay rất là hay luôn, rất là đặc biệt luôn thưa quý vị. Xen lẫn cảm xúc, vui mừng, rồi bức xúc vân vân. Rất là hay, rất mong là quý khán giả bỏ thời gian ra nghe bởi vì nội dung này có liên quan đến sự Thích Minh Đạo. Đoạn video clip đầu tiên Hiếu chia sẻ đến tất cả quý khán giả đó là chúng ta xem sư đi làm từ thiện ở một ngôi trường tại một cái tỉnh được cho là tỉnh Ninh Thuận thưa vị. Xem cái đoạn video clip này rất là cảm động luôn. Mặc dù thầy rất là khó khăn nhưng mà đối với cái tấm lòng từ bi bác ái của một bậc chân tu á, qua cái đoạn video clip sau đây thì chúng ta cảm thấy rất là xúc động thưa quý vị khán giả. Đó, vậy đó mà những ông sàm tăng thợ tu thích cúng dường như là ông Thích Thiện Thuận và bên Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu không biết là nghĩ như thế nào, có xem cái hành động này của sư Thích Minh Đạo hay không, và lương tâm của họ có bị cắn rứt ở đây hay không, đó hay là bị cái con gì tha mất tiêu rồi thưa quý vị khán giả. Đi tu cái gì đâu mà ác quá trời quá đất luôn, lúc nào cũng tham sân si đố kỵ với người bạn đồng tu của mình hết, thì thử hỏi vị khán giả có bức xúc hay không ạ? Rất là bức xúc đúng không quý vị? Thì chúng ta sẽ đến với một cái đoạn video clip đầu tiên, đó là chúng ta xem sư Thích Minh Đạo đi làm từ thiện. Xem xong cái đoạn video clip này thì Hiếu xin giới thiệu đến tất cả vị khán giả một bài phóng sự cũng trích lại những cái lời nói của nguyên thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn, cũng rất là quan tâm về cái việc tu viện của sư Thích Minh Đạo bị giải thể rồi đưa các trẻ mồ côi ở đây đi để mà nuôi nấng ở những trung tâm khác, thì làm cho nguyên thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn cũng rất là bức xúc và lên tiếng chỉ trích đối với giáo hội thưa quý vị. Rất là hay luôn. Và sau khi chúng ta nghe cái bài phóng sự đó xong á, thì chúng ta sẽ đến với một chị gái Phật tử sẽ vạch mặt cái ông Thích Thiện Thuận như thế nào. Chị nói rất là sướng tai thưa vị khán giả. Rất mong là vị khán giả bỏ thời gian ra nghe. Nội dung của video ngày hôm nay rất là dài, cho nên là Hiếu không có bình luận sâu. Thì quý vị khán giả xem, quý vị khán giả cũng góp một phần tiếng nói của mình dưới phần bình luận để chúng ta cùng lên án sàm tăng thợ tu thích cúng dường, và đặc biệt là đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khi mà có những cái hành vi ác độc đối với tu viện sư Thích Minh Đạo và sư Thích Minh Đạo nha thưa quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúc quý vị khán giả xem kênh của Hiếu lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc. Và mời quý vị khán giả cùng xem đoạn video clip sau đây. Đầu tiên đó là đoạn video clip của sư Thích Minh Đạo. Khi thầy viết bằng buổi phấn rơi rơi có buổi nào rơi trên bục giảng, có buổi nào rơi trên tóc thầy thầy tóc. Em yêu phút giây này thầy em tóc thế mà thêm vì buổi phân cho em bài học đi, mai sau lớn làm sao có thể nào quên ngày xưa thầy dạy dỗ. Rồi các học sinh nào một tràng pháo tay ông thật to để cảm ơn thầy nào. Okay.
thưa quý thầy cô giáo, tập thể nhân viên và cô giáo thầy giáo đặc biệt, hôm nay em được cha mẹ đưa bộ đi tìm cho em đi học đủ và mình nhà em đến nơi đây thấy các thầy cô chăm sóc cho các học sinh vùng cao, em rất là cảm giác bởi vì các thầy cô ở thành phố thì có thể là có ứng ít cho các thầy vùng cao như thế nào và để duy trì về cái trường của mình là để chăm sóc con trẻ đến trường. Thật là con rất của các thầy cô rất lớn. Em xin hân hỷ ủng hộ cho quỹ nhà trường được nhiều học sinh của thầy cô và những em. Xin các học sinh trong trường khá tâm hồn. Xin cảm ơn thầy và các em. Dạ, xin thưa quý vị khán giả thân mến, quý vị cũng vừa xem một đoạn video clip rất là cảm động đối với tấm lòng từ bi bác ái của sư Thích Minh Đạo, đúng không quý vị? Ở đó thì sư lì xì cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, rồi trao quà, rồi sư còn hát nữa. Rồi bên cạnh đó thì cũng được thầy cô tại trường này tán thán đối với tấm lòng từ bi của sư. Thì theo vị khán giả có nhận định và đánh giá như thế nào? Rất mong là vị khán giả cũng để lại bình luận, góp ý và nhận xét Hiếu xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và tiếp theo thì Hiếu mời vị khán giả cùng đến với một bài phóng sự trích lại những lời của Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn sẽ nói gì về cái vụ việc có liên quan đến tu viện của sư Thích Minh Đạo. Thì cũng rất mong là vị khán giả bỏ thời gian ra nghe và để lại bình luận nhé. Hiếu xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Mời vị khán giả cùng nghe. Nguyên Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn vừa đưa ra một đề nghị quan trọng liên quan đến tu viện Minh Đạo, đặc biệt là về việc giải tán cơ sở này. Ông Sơn cho rằng cần thiết phải xem xét lại quyết định giải tán tu viện Minh Đạo và yêu cầu cơ quan chức năng rà soát toàn bộ quy trình cũng như lý do dẫn đến quyết định này. Xin kính chào tất cả quý ông bà và anh chị em đã quay trở lại với bản tin thời sự trên kênh Cuộc Du Hành, nơi chia sẻ những kiến thức bổ ích về tin tức đời sống và xã hội. Thưa quý ông bà và anh chị em, tu viện Minh Đạo do sư Thích Minh Đạo sáng lập và điều hành là một cơ sở tôn giáo nổi bật trong việc nuôi dạy trẻ em. Cơ sở này không chỉ là nơi tôn thờ Phật, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Sư Thích Minh Đạo, người đứng đầu tu viện, đã dành nhiều năm cống hiến cho việc phát triển cộng đồng và chăm sóc các em nhỏ. Việc giải tán tu viện Minh Đạo đã gây ra nhiều phản ứng trong cộng đồng, đặc biệt là từ những người ủng hộ và đã được hưởng lợi từ các hoạt động của cơ sở này. Ông Nguyễn Thanh Sơn, với kinh nghiệm và sự am hiểu về các vấn đề liên quan đến quản lý và điều hành cơ sở tôn giáo, đã nêu rõ quan điểm của mình rằng quyết định giải tán tu viện Minh Đạo cần phải được xem xét lại một cách nghiêm túc. Ông nhấn mạnh rằng việc giải tán một cơ sở tôn giáo quan trọng như vậy không thể chỉ dựa trên những lý do đơn giản, mà cần phải được xem xét kỹ lưỡng, đảm bảo mọi quyết định đều dựa trên căn cứ pháp lý rõ ràng và quy trình hợp lý. Ông Sơn yêu cầu cơ quan chức năng cần phải điều tra và xác định lý do cụ thể dẫn đến quyết định giải tán tu viện. Cần phải làm rõ các vấn đề liên quan đến quản lý, hoạt động của cơ sở, cũng như các ảnh hưởng của quyết định này đối với cộng đồng, đặc biệt là các trẻ em đang được nuôi dưỡng tại đây. Ông cũng đề nghị các cơ quan chức năng phải thực hiện đầy đủ quy trình pháp lý để đảm bảo rằng mọi quyết định đều được thực hiện đúng theo luật pháp và quy định hiện hành. Trong bối cảnh này, việc xem xét lại quyết định giải tán tu viện Minh Đạo không chỉ là một hành động pháp lý, mà còn là một bước quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của những người yếu thế trong xã hội, đặc biệt là trẻ em. Đề nghị của ông Nguyễn Thanh Sơn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo rằng
các quyết định quan trọng liên quan đến các cơ sở tôn giáo và từ thiện đều phải được thực hiện một cách công bằng và minh bạch. Đề nghị của Nguyên Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn là một động thái quan trọng nhằm đảm bảo rằng quyết định liên quan đến tu viện Minh Đạo được xem xét một cách toàn diện và công bằng. Điều này không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của các em nhỏ, mà còn thể hiện sự quan tâm đến việc duy trì các giá trị nhân văn và đạo đức trong xã hội. Gần đây, quyết định giải tán tu viện Minh Đạo đã gây ra nhiều tranh cãi và chỉ trích từ cộng đồng, đặc biệt là từ những người đã gắn bó với cơ sở này và những ai quan tâm đến công tác từ thiện và giáo dục của tu viện. Điều đáng chú ý là tổ chức giáo hội, vốn được kỳ vọng sẽ có tiếng nói trong việc bảo vệ quyền lợi của các cơ sở tôn giáo, lại được cho là im lặng trước vấn đề này, dẫn đến sự chỉ trích về việc thiếu trách nhiệm và thiếu cảm thông. Tu viện Minh Đạo do Sư Thích Minh Đạo sáng lập và điều hành là một trong những cơ sở tôn giáo quan trọng trong việc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Việc giải tán tu viện không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động từ thiện của cơ sở này, mà còn tác động trực tiếp đến đời sống của nhiều trẻ em đang được chăm sóc tại đây. Trong khi đó, sự im lặng từ phía tổ chức giáo hội đã khiến nhiều người cảm thấy thất vọng và lo lắng về sự thiếu quan tâm đến vấn đề quan trọng này. Tổ chức giáo hội vốn có trách nhiệm giám sát và bảo vệ quyền lợi của các cơ sở tôn giáo đã không lên tiếng về việc giải tán tu viện Minh Đạo. Điều này đã gây ra nhiều chỉ trích từ cộng đồng, đặc biệt là từ những người từng gắn bó với tu viện và những ai đánh giá cao công tác từ thiện của cơ sở này. Nhiều người cho rằng sự im lặng của tổ chức giáo hội không chỉ thể hiện sự thiếu trách nhiệm, mà còn thiếu cảm thông đối với những đời mảnh cơ tại đây, đặc biệt là những trẻ em đang chịu ảnh hưởng trực tiếp từ quyết định giải tán. Sự im lặng này còn khiến cộng đồng cảm thấy thiếu minh bạch và công bằng trong quá trình xử lý vấn đề. Khi một cơ sở tôn giáo quan trọng như tu viện Minh Đạo bị giải tán mà không có sự can thiệp hoặc phản ứng từ tổ chức giáo hội, điều đó không chỉ gây ra sự nghi ngờ về quy trình ra quyết định, mà còn làm giảm niềm tin vào khả năng bảo vệ quyền lợi của các cơ sở tôn giáo từ phía tổ chức này. Nhiều người cho rằng, tổ chức giáo hội nên có trách nhiệm đứng ra làm rõ các vấn đề liên quan, bảo vệ quyền lợi của tu viện và các trẻ em đang được nuôi dưỡng tại đây. Chỉ trích về sự im lặng của tổ chức giáo hội không chỉ là về việc thiếu phản ứng, mà còn về việc thiếu quan tâm đến các vấn đề cụ thể của cơ sở tôn giáo. Nhiều người cảm thấy rằng tổ chức này đã không thực hiện đầy đủ vai trò của mình trong việc bảo vệ và hỗ trợ các cơ sở tôn giáo, đặc biệt là khi cơ sở đó đang gặp khó khăn hoặc bị ảnh hưởng bởi các quyết định quan trọng. Sự thiếu cảm thông và trách nhiệm này đã làm dấy lên nhiều câu hỏi về vai trò và trách nhiệm của tổ chức giáo hội trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến các cơ sở tôn giáo và cộng đồng mà họ phục vụ. Sự im lặng của tổ chức giáo hội trước việc giải tán tu viện Minh Đạo đã gây ra nhiều chỉ trích và thất vọng từ cộng đồng. Việc này không chỉ thể hiện sự thiếu trách nhiệm, mà còn thiếu cảm thông đối với những người bị ảnh hưởng trực tiếp từ quyết định này. Điều quan trọng là tổ chức giáo hội cần phải xem xét lại vai trò của mình và có những hành động cụ thể để bảo vệ quyền lợi của các cơ sở tôn giáo và cộng đồng mà họ phục vụ. Nguyễn Thanh Sơn, Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, đã có những chỉ trích mạnh mẽ đối với quyết định giải tán tu viện Minh Đạo và sự im lặng từ phía giáo hội liên quan đến vấn đề này. Ông Sơn cho rằng sự im lặng của giáo hội không chỉ là dấu hiệu của sự thờ ơ, mà còn đi ngược lại với các giá trị mà tổ chức này thường rao giảng. Đây là một chỉ trích đáng lưu ý trong bối cảnh mà vai trò của giáo hội trong việc bảo vệ quyền lợi của các cơ sở tôn giáo và cộng đồng ngày càng trở nên quan trọng. Tu viện Minh Đạo, do Sư Thích Minh Đạo sáng lập và điều hành, đã đóng góp rất nhiều trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Quyết định giải tán cơ sở này đã gây ra sự lo ngại và phản ứng từ nhiều phía, đặc biệt là từ những người đã gắn bó lâu dài với tu viện và các tổ chức cộng đồng. Trong khi đó, sự im lặng từ phía giáo hội đã khiến nhiều người cảm thấy bất mãn và nghi ngờ về sự quan tâm và trách nhiệm của tổ chức này. Ông Nguyễn Thanh Sơn đã chỉ ra rằng sự im lặng của giáo hội có thể được hiểu là dấu hiệu của sự thờ ơ. Theo ông, giáo hội
với trách nhiệm và vai trò của mình trong cộng đồng tôn giáo. Không nên chỉ đứng ngoài cuộc khi một cơ sở tôn giáo quan trọng như tu viện Minh Đạo gặp khó khăn. Thay vào đó, tổ chức này cần phải có những phản ứng và hành động cụ thể để bảo vệ quyền lợi của cơ sở và các trẻ em đang được nuôi dưỡng tại đây. Ông Sơn cũng cho rằng sự im lặng của giáo hội không phù hợp với các giá trị mà tổ chức này thường rao giảng. Giáo hội, với các nguyên tắc đạo đức và tôn giáo cao cả mà mình theo đuổi, nên thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến các vấn đề của cộng đồng, đặc biệt là khi những vấn đề này liên quan đến quyền lợi của những người yếu thế. Việc giáo hội không lên tiếng hay can thiệp trong trường hợp của tu viện Minh Đạo cho thấy sự không phù hợp với các giá trị cốt lõi mà tổ chức này luôn khẳng định. Ông Sơn nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh hiện tại, vai trò của giáo hội không chỉ là giảng dạy và truyền bá các giá trị tôn giáo, mà còn là thực hiện trách nhiệm bảo vệ và hỗ trợ các cơ sở tôn giáo đang gặp khó khăn. Khi giáo hội không có phản ứng hoặc hành động cụ thể, điều đó có thể làm giảm niềm tin của cộng đồng vào tổ chức này và tạo ra sự nghi ngờ về cam kết của giáo hội đối với các nguyên tắc mà mình theo đuổi. Chỉ trích của ông Nguyễn Thanh Sơn không chỉ dừng lại ở việc lên án sự im lặng, mà còn kêu gọi sự thay đổi trong cách thức mà giáo hội xử lý các vấn đề liên quan đến các cơ sở tôn giáo và cộng đồng. Ông nhấn mạnh rằng, việc giáo hội cần phải xem xét lại vai trò và trách nhiệm của mình, và có những hành động cụ thể để đảm bảo rằng các quyết định liên quan đến các cơ sở tôn giáo đều được thực hiện một cách công bằng và minh bạch. Chỉ trích của Nguyễn Thanh Sơn về sự im lặng của giáo hội trước quyết định giải tán tu viện Minh Đạo đã làm nổi bật sự cần thiết phải có sự quan tâm và trách nhiệm từ phía tổ chức tôn giáo. Điều này không chỉ là một lời kêu gọi về việc thực hiện các giá trị tôn giáo, mà còn là một yêu cầu về việc bảo vệ quyền lợi của cộng đồng, đặc biệt là những người yếu thế. Nguyên Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn, một nhân vật nổi bật trong lĩnh vực chính trị và xã hội, đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tinh thần bảo vệ công lý qua các hành động của mình. Trước đây, ông đã lên tiếng bảo vệ sư Minh Tuệ khi đối diện với các vấn đề và tranh cãi trong cộng đồng tôn giáo. Sự bảo vệ của ông đối với sư Minh Tuệ không chỉ phản ánh lòng dũng cảm, mà còn thể hiện sự quan tâm đến việc duy trì sự công bằng và chính trực trong các vấn đề liên quan đến tôn giáo. Gần đây, khi đối mặt với tình trạng bất bình tại tu viện Minh Đạo, ông Nguyễn Thanh Sơn lại tiếp tục lên tiếng mạnh mẽ để bảo vệ lẽ phải. Tu viện Minh Đạo do sư Thích Minh Đạo sáng lập là một cơ sở tôn giáo quan trọng, nơi đã đóng góp rất nhiều cho cộng đồng qua việc chăm sóc các trẻ em mồ côi và hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Quyết định giải tán tu viện đã gây ra sự lo ngại và phản ứng từ nhiều phía, đặc biệt là từ những người đã gắn bó lâu dài với tu viện và các tổ chức cộng đồng. Khi vấn đề này được đưa ra, ông Nguyễn Thanh Sơn đã không ngần ngại lên tiếng chỉ trích các quyết định liên quan và yêu cầu xem xét lại những vấn đề đang được tranh cãi. Ông cho rằng, sự im lặng từ phía tổ chức giáo hội và các cơ quan chức năng không chỉ là sự thờ ơ, mà còn đi ngược lại với các giá trị cốt lõi của tôn giáo. Ông nhấn mạnh rằng, việc bảo vệ quyền lợi của các cơ sở tôn giáo, đặc biệt là những cơ sở như tu viện Minh Đạo, là rất quan trọng để đảm bảo công lý và sự công bằng trong cộng đồng. Nguyễn Thanh Sơn tin rằng, nếu có nhiều người như ông mạnh mẽ lên tiếng về những sai trái trong lĩnh vực tôn giáo và các vấn đề xã hội, điều đó sẽ mang lại phước lành cho người dân và góp phần xây dựng một xã hội công bằng và nhân ái hơn. Ông cho rằng, sự im lặng và sự thờ ơ không thể giải quyết các vấn đề nghiêm trọng, và chỉ có những hành động dũng cảm và trách nhiệm từ các cá nhân và tổ chức mới có thể tạo ra sự thay đổi tích cực. Ông Nguyễn Thanh Sơn cũng nhấn mạnh rằng, việc bảo vệ công lý và lẽ phải trong lĩnh vực tôn giáo không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng, mà còn là nghĩa vụ của mỗi cá nhân trong cộng đồng. Việc lên tiếng và đấu tranh chống lại các sai trái và sự bất công là cách để đảm bảo rằng các giá trị đạo đức và tôn giáo được duy trì và phát huy. Theo ông, sự tham gia của nhiều cá nhân có trách nhiệm và dũng cảm trong việc bảo vệ lẽ phải sẽ tạo ra một môi trường tôn giáo và xã hội tích cực, nơi mà mọi người đều được tôn trọng và bảo vệ. Nguyên Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tinh thần bảo vệ công lý qua việc lên tiếng bảo vệ sư Minh Tuệ
và tiếp tục đấu tranh cho sự công bằng tại tu viện Minh Đạo. Ông tin rằng việc nhiều người dũng cảm lên tiếng về các sai trái trong tôn giáo và xã hội sẽ không chỉ tạo ra sự thay đổi tích cực mà còn mang lại phước lành cho cộng đồng. Sự cống hiến và trách nhiệm của ông đối với việc bảo vệ lẽ phải là một minh chứng cho tầm quan trọng của việc duy trì các giá trị đạo đức và công lý trong xã hội. Việc tu viện Minh Đạo bị giải tán không chỉ là một quyết định quan trọng đối với Sư Thích Minh Đạo và các hoạt động tôn giáo tại đây, mà còn gây ra những tác động sâu rộng và nặng nề đối với các trẻ em mồ côi đang được nuôi dưỡng tại cơ sở này. Sự ra đi của một cơ sở tôn giáo quan trọng như tu viện Minh Đạo đã khiến cho tình trạng của các trẻ em tại đây trở nên đặc biệt nghiêm trọng và cần được quan tâm đặc biệt. Tu viện Minh Đạo, do Sư Thích Minh Đạo sáng lập và điều hành, đã đóng vai trò thiết yếu trong việc chăm sóc và nuôi dưỡng các trẻ em mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn. Cơ sở này không chỉ là nơi các em tìm thấy sự an toàn và bảo vệ, mà còn là môi trường giúp các em phát triển về mặt tinh thần, trí tuệ và cảm xúc. Việc giải tán tu viện đồng nghĩa với việc hàng trăm trẻ em sẽ phải đối mặt với sự không ổn định và mất mát nghiêm trọng trong cuộc sống của mình. Các trẻ em mồ côi tại tu viện Minh Đạo đã trưởng thành trong môi trường yêu thương và chăm sóc tận tâm. Tu viện không chỉ cung cấp cho các em nhu cầu cơ bản như ăn uống và học tập, mà còn giúp các em xây dựng niềm tin, sự tự tin và cảm giác về gia đình. Khi tu viện bị giải tán, các em không chỉ mất đi nơi chốn quen thuộc, mà còn phải đối mặt với nguy cơ bị phân tán, không được chăm sóc và hỗ trợ đúng mức. Tình trạng của các trẻ em mồ côi càng trở nên nghiêm trọng khi không có kế hoạch chuyển giao hoặc hỗ trợ kịp thời từ các cơ quan chức năng. Việc thiếu sự chuẩn bị và kế hoạch cụ thể cho việc di rời hoặc chuyển giao các em đến nơi khác có thể dẫn đến tình trạng bất an, thiếu ổn định và khó khăn trong việc thích nghi với môi trường mới. Các em có thể cảm thấy bị bỏ rơi và thiếu sự bảo vệ. Điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý và sự phát triển của các em trong tương lai. Sự giải tán của tu viện Minh Đạo không chỉ gây tổn thương về mặt vật chất, mà còn gây đau khổ về mặt tinh thần cho các trẻ em. Các em phải đối mặt với sự mất mát về môi trường sống, người chăm sóc và cảm giác về gia đình mà mình đã gắn bó trong nhiều năm. Đây là một sự thay đổi đột ngột và khó khăn, có thể dẫn đến những vấn đề về tâm lý và cảm xúc, làm gia tăng mức độ căng thẳng và lo âu trong đời sống của các em. Việc giải tán tu viện Minh Đạo đã làm nổi bật sự cần thiết phải có các giải pháp và hỗ trợ cụ thể để bảo vệ quyền lợi của các trẻ em mồ côi. Cần phải có sự can thiệp kịp thời từ các cơ quan chức năng, các tổ chức từ thiện và cộng đồng để đảm bảo rằng các em không bị bỏ rơi và được tiếp tục nhận sự chăm sóc, hỗ trợ và bảo vệ cần thiết. Đồng thời, cần có sự quan tâm và hỗ trợ từ phía xã hội để giúp các em vượt qua giai đoạn khó khăn này và tìm thấy sự ổn định trong cuộc sống mới. Việc giải tán tu viện Minh Đạo đã gây ra những ảnh hưởng sâu rộng đối với các trẻ em mồ côi đang được nuôi dưỡng tại đây. Tình trạng của các em cần phải được xem xét và xử lý một cách nghiêm túc để đảm bảo rằng các em tiếp tục nhận được sự chăm sóc và hỗ trợ cần thiết trong giai đoạn chuyển giao khó khăn này. Sư Thích Minh Đạo, người sáng lập và điều hành tu viện Minh Đạo, hiện đang trải qua một giai đoạn đầy cảm xúc và thử thách khi phải đối diện với việc giải tán cơ sở mà ông đã dày công xây dựng và cống hiến cả cuộc đời. Đối với Sư Thích Minh Đạo, việc chia tay với các trẻ em mồ côi và tu viện không chỉ là một mất mát lớn, mà còn là một cú sốc tinh thần sâu sắc, phản ánh sự gắn bó và tình yêu thương mà ông dành cho công việc của mình. Sư Thích Minh Đạo đã dành nhiều năm tháng để xây dựng tu viện Minh Đạo từ những bước đầu khó khăn, với mục tiêu tạo ra một môi trường an toàn và yêu thương cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Dưới sự lãnh đạo của ông, tu viện không chỉ là nơi cung cấp thực phẩm, giáo dục và chăm sóc, mà còn là một ngôi nhà tinh thần, nơi các em tìm thấy sự ấm áp và niềm tin vào tương lai. Sư Thích Minh Đạo đã dành trọn tâm huyết và công sức để xây dựng một cộng đồng hỗ trợ, nơi mà các em có thể phát triển toàn diện về mặt thể chất và tinh thần. Khi quyết định giải tán tu viện Minh Đạo được đưa ra, Sư Thích Minh Đạo cảm thấy nỗi đau sâu sắc khi phải chia tay với những đứa trẻ mà ông đã coi như con cái của mình. Các em là niềm vui
và động lực trong cuộc sống của ông. Và việc phải rời xa các em không chỉ làm tan vỡ niềm tin, mà còn khiến ông phải đối mặt với sự tổn thương lớn lao. Những giờ phút chia tay là những khoảnh khắc đầy xúc động. Khi mà Sư Thích Minh Đạo cảm nhận rõ ràng sự mất mát về cả tinh thần lẫn cảm xúc, Sư Thích Minh Đạo còn cảm thấy nỗi buồn sâu sắc khi nhìn thấy những công trình và nỗ lực mà ông đã đầu tư vào việc xây dựng và duy trì tu viện Minh Đạo phải kết thúc một cách đột ngột. Mỗi góc nhỏ của tu viện đều mang dấu ấn của sự chăm sóc và tình yêu thương mà ông đã dành cho nó. Đối với ông, đây không chỉ là một cơ sở tôn giáo mà còn là một phần của cuộc đời và sự cống hiến của mình. Việc phải rời bỏ nơi này mang đến cảm giác như mất đi một phần của chính mình. Dù đối mặt với nỗi đau và sự mất mát, Sư Thích Minh Đạo vẫn giữ vững niềm hy vọng. Ông hy vọng rằng các trẻ em sẽ tìm được những cơ hội mới và môi trường tốt hơn để tiếp tục phát triển. Dù không còn ở bên các em, Sư Thích Minh Đạo tin tưởng vào khả năng của các em và sự hỗ trợ của cộng đồng sẽ giúp các em vượt qua giai đoạn khó khăn này. Ông cũng hy vọng rằng những giá trị và bài học mà ông đã truyền dạy cho các em sẽ tiếp tục được duy trì và phát huy, giúp các em trưởng thành và trở thành những người có ích cho xã hội. Sư Thích Minh Đạo cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với tất cả những người đã đồng hành và hỗ trợ tu viện trong suốt thời gian qua. Sự ủng hộ và lòng tin của cộng đồng đã giúp tu viện duy trì hoạt động và phát triển. Ông hy vọng rằng tinh thần đoàn kết và lòng nhân ái sẽ tiếp tục được gìn giữ và phát triển, ngay cả khi tu viện Minh Đạo không còn tồn tại. Sư Thích Minh Đạo đang trải qua một giai đoạn đầy xúc động và thử thách khi phải chia tay các trẻ em và tu viện Minh Đạo. Dù cảm thấy nỗi đau sâu sắc và tổn thương, ông vẫn giữ niềm hy vọng vào tương lai của các em và sự duy trì các giá trị mà tu viện đã gây dựng. Sự cống hiến và lòng yêu thương của ông đối với các em sẽ tiếp tục là nguồn động lực và niềm tin trong những ngày sắp tới. Dạ, xin thưa quý vị khán giả, quý vị cũng vừa xem một đoạn phóng sự trích lại lời của Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn đề nghị là bên phía giáo hội hay là các cấp cơ quan ban ngành phải có cái hướng xem xét làm rõ lại trong cái vụ việc có liên quan đến tu viện của Sư Thích Minh Đạo. Thì theo quý vị khán giả có đồng tình hay không ạ? Hiếu rất là đồng tình với những gì mà bài phóng sự này đã nói. Cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian ra nghe. Và quý vị khán giả thấy như thế nào, quý vị cũng để lại bình luận góp ý và nhận xét dưới phần video này nhé. Xin cảm ơn quý vị. Và tiếp theo thì Hiếu mời quý vị khán giả cùng đến với một chị gái Phật tử sẽ vạch mặt cái ông sàm tăng thợ tu Thích Thiện Thuận như thế nào. Thì quý vị khán giả nghe, quý vị khán giả có đồng tình hay không, quý vị cũng để lại bình luận góp ý nhé. Chứ Hiếu thấy thì chị cũng nói rất là hay đó. Thưa quý vị, mời quý vị khán giả cùng nghe. Quả chút chút là cái chỗ viện chuyên tu hiện bây giờ nè. Dạ. Yeah. À, qua đó làm xong nè, canh canh tới giờ ăn cơm. Ăn cơm xong rồi đi về. Đi về xong rồi chiều qua ăn cơm. Xong rồi làm lạch cạch gì vậy, cái thứ này đi về. Cái thầy nói chùa của tôi làm như là còn hơn. Ý là làm như là cái chỗ mà ăn miễn phí, ăn còn hơn là cái chỗ mà ăn gì ăn miễn phí nè. À, thì chú đó thì thấy chú cũng rồi chú nói là đâu mà tháng đưa đâu được cúng dường đâu 1 triệu á để phụ tiền ăn. Dạ. À, còn tệ hơn cơm bình dân. Cơm bình dân một ngày cũng một bữa cũng bao nhiêu tiền đó, thầy quy ra tính tiền á. Cái chị nghĩ trong bụng, ủa sao kỳ vậy ta? Sao thầy lại nói câu này? Cái tiền mà Phật tử có ăn đi nữa ha, ai tới đó làm công quả ăn đi nữa, công tiền của bá tánh đâu phải tiền của thầy bỏ ra đâu. Mà giờ cái chú đó chủ không có tiền á. Chú mới đến chùa công quả để chú kiếm bữa cơm chú ăn, chú cũng biết chú ở lại chú làm chứ bộ. Yeah. Rồi chú cũng sợ ngại chú mới đóng tiền cho thầy, ý là phụ vô chứ đâu phải là chú tới chú ăn không. Yeah. Sao thầy hôm nay thầy phát ngôn những câu nghe nó khó chịu lắm em. Cái xong mấy em mà sau này chị nghe mấy cái bài sau thầy hay chê bai người khác á. Ý là thầy hay lôi thầy này thầy kia ra thầy chê á. Yeah. Chị từ đó chị mất cái niềm tin ở thầy luôn á, chứ lại cái em mới coi mà lúc mà thầy lên cái chùa Từ Đức ở Vĩnh Cửu không? Lúc mà Phật tử xuống thầy niêm phong tất cả thùng tiền đó. Rồi thì người ta bắt thầy ở lại là giải thích tại sao là tiền bạc này kia là thầy ấy cái tâm người Phật tử luôn á em. Dạ đó, dạ có cái clip đó, anh thấy cái clip đó có. Cái đó là về bên công an hình sự người ta xuống luôn á.
Ủa sao thì thấy thầy, tự nhiên thầy đi vô thầy niêm phong mấy cái thùng Tam Bảo ở chùa, rồi người ta hỏi thầy, thầy không giải thích rõ ràng, thầy nói muốn gì ha? Đến giáo hội này kia hỏi thầy không, người ta chỉ muốn mà thầy phân tích cho rõ ràng. Mà sao hôm nay thầy lại có những cái thái độ kỳ vậy? Ngày xưa thầy giảng mình ha, nghe mình ha, ngưỡng mộ thầy bao nhiêu, sao hôm nay thầy làm mình ha, mất niềm tin quá trời luôn á, mất niềm tin về Phật pháp luôn em. Nhưng mà theo chị nghĩ vậy nè, thầy á hổm này cũng đang lùm xùm cái vụ thầy Minh Đạo đúng không? Đúng rồi. Theo chị nghĩ là thầy Minh Đạo, theo cái suy nghĩ của chị thôi, thầy Minh Đạo ra cái cách của thầy như vậy có nghĩa là thầy làm đúng, nên mình phải tán thán thầy. Nếu mà thầy Minh Đạo không làm cách này, làm sao Phật tử chúng ta biết được những thầy xấu xa cỡ nào mà bây giờ mới lòi ra được, đúng không em? Nếu mà thầy Minh Đạo yên ổn như các người khác, như các thầy khác, thì bây giờ mình đâu có biết được thầy này thầy nọ thầy kia, các thầy quý thầy như thế nào. Ngày xưa lúc trước đó là thầy Minh Tuệ xuất hiện đúng không? Thầy Minh Tuệ xuất hiện thì một mình thầy Minh Tuệ, giống như là nhà báo Mật Lâm nói một câu này chị rất là hay luôn, rất là nghe, rất là thâm, rất là đúng luôn. Thầy Minh Đạo, thầy Minh Tuệ xuất hiện giống như là khuấy động một cái dũng bùng của trong giáo hội Phật giáo. Khuấy động trong cái đó, rồi thầy Minh Tuệ là giống như một đốm lửa sáng. Những ma tăng đã một cố tình để dập tắt cái đốm lửa đó. Nhờ thầy Minh Tuệ khuấy dũng bùng lên, mình mới biết được cái trong cái dũng bùng của giáo hội Phật giáo có những cái thầy đó, quý thầy tu không đúng ha. Tu không đúng về Phật, về Phật pháp. Nhưng mà chị nghĩ một mình thầy Minh Tuệ chưa đủ, nên phải có thêm thầy Minh Đạo hỗ trợ nữa. Giống như là mình thi một cái cuộc chơi gì, mình thi một trò chơi là phải có một thêm một cái quyền trợ giúp em. Cái này chị nghĩ là ở trên chư thiên có thể là đưa một thêm một vị này về nữa để hỗ trợ thêm, để mà mình mới biết được cái ánh sáng Phật pháp nó như thế nào, mình mới biết được có những cái người tốt người xấu, quý thầy nào tu chưa đúng, quý thầy nào tu chưa sai, chưa còn sai ha. Chứ nếu mà không có thầy Minh Tuệ, không có thầy Minh Đạo thì mình không biết được, em thấy không? Thầy Phật pháp mình bị cái thằng Thiện Thuận này quê nó ở trên An Giang á chị. Nhưng mà em nghĩ đi, em một mình em biết quê thầy, nhưng mà những chị đâu có biết hết được. Đúng tất rồi. Cả mọi người đương biết hết, nhưng mà nhờ sư Minh Tuệ với thầy Minh Đạo mới biết được tất cả những thầy như thế nào, tu như thế nào, rồi bây giờ mới lòi ra biết bao nhiêu thầy là tu chưa đúng ha. Cho nên bây giờ chị nghĩ thầy Minh Đạo với thầy Minh Tuệ đã làm cho tất cả quý thầy trong cái dũng bùng của Phật pháp nó sẽ đưa ra ngoài, mình mới biết được. Chị thấy là mình phải là tán thán hai vị thầy này rất là nhiều. Theo chị nghĩ thầy Minh Đạo làm như vậy là đúng đó. Nếu mà thầy Minh Đạo không làm, thầy Minh Đạo vẫn yên ổn ở cái tu viện đó để nuôi các trẻ, thì mình không hề mình biết được thầy Thiện Thuận như thế đó, thầy này thầy nọ như thế kia, không biết được những ma tăng xấu, ma tăng tốt. Nhưng mà theo chị nghĩ là quý Phật tử đừng có nên chửi quý thầy nữa. Quý thầy tu thì quý thầy làm ăn uống của bá tánh ha. Nếu quý thầy làm không đúng thì quý thầy sẽ trả quả giống như cô Diệu Hương nói đó. Lực nhân quả thì có tiền mình có thể mua được, nhưng mà nhân quả thì không bao giờ mình mua bỏ tiền ra mua được. Cho nên quý Phật tử cũng đừng có nên lên mà xỉ xói quý thầy nữa. Kệ quý thầy có tu sai thì quý thầy sẽ nhận hậu quả. Còn mình cứ làm đúng thôi. Còn sau này thì mình bớt cúng dường bậy bạ lại thôi, nhờ như hai quý thầy đó mình mới biết được là quý thầy tu cái nào đúng cái nào sai. Vậy đó, cho nên thôi chị thấy mấy bữa nay cứ lùm xùm cứ chửi thầy Minh Thiện Thuận, rồi ôi trời ơi quá trời luôn, quá trời người lên chửi luôn. Ngày xưa thầy cũng tu tốt lắm mà sao tự nhiên bây giờ như vậy, thì nhờ thầy Minh Đạo mình mới biết được thầy mới lòi ra được đúng không, cái xấu. Chứ ngày xưa chị cũng trời ơi tán thán thầy dữ lắm luôn á, ngưỡng mộ lắm. Thì hồi xưa giống như ông Trương Quang vậy đó, cả thế giới ai cũng tán thán ngưỡng mộ á. Thì theo chị nghĩ là nhờ có sư Minh Tuệ, mà một sư Minh Tuệ thì chưa đủ đúng không em, là hôm nay phải có thêm thầy Minh Đạo nữa mới lòi ra được những cái quý thầy như vậy. Mới biết được những thầy tốt thầy xấu mình mới thấy được. Còn nếu mà thầy Minh Đạo vẫn yên ổn ở lại ở chùa để nuôi trẻ thì thấy mọi người mấy thầy đó mà làm chưa đúng thì mọi người cứ tới chùa cúng dường hoài, càng đi lún sâu vào cái con đường tối tăm của Phật pháp ha. Còn bây giờ nhờ hai thầy đó mình mới biết được, quay đầu Phật tử mình mới dừng lại,
mới dừng lại, mình không còn bị lún sâu vô cái con đường đó nữa. Rồi thấy mấy quý Phật tử hả, tội nghiệp luôn á, chúng dường cúng dường biết bao nhiêu tiền của cái đem đến cúng dường. Em nói chị, tại mình không có tiền thôi, có những người có tiền ta túi người ta cúng bạc tỷ, giống như nãy chị nói là chỗ cái gì, cái làng gì, làng của ông Thiện Định ở đó, viện chiên tu, viện chiên tu cái năm mà 2012 mà cách đây mười mấy năm, em nói cái người đó ở Bình Dương mà cúng dường 5 tỷ mà người lúc mà người ta đọc cái bảng nó lên mà người ta nói ủa phải con số không này hôm ta để người ta kiểm tra lại coi có đúng con số không để người ta đếm lại. Năm 2012 mà lúc đó là cúng 5 tỷ. Còn cúng cái miếng đất ở đó đó. Còn ổng đi là ổng có về sĩ luôn. Có dây sĩ luôn. Trời, giống như mà nguyên thủ quốc gia vậy đó hả? Chị nói, chị mới đầu chị cũng lo, mình nhìn lên tại nó đông lắm, mình nhìn lên chỉ làm cái lễ dựng bảng ở viện chuyên tu thôi nha. Dạ, chứ chưa dựng bảng, chứ chưa xây dựng gì hết. Chưa có dựng gì hết, ta nói một bãi đất trống. Dạ. Tại nhà chị ở dưới đây mà, chị rủ mấy bạn ở thành phố làm đi về nhà chị ở lại, cũng hơn chục người á. Dạ. Đi ra ngoài thì đông lắm mà chỉ làm một cái lễ dựng bảng lên là cái bảng viện chuyên tu thôi. Dạ. Mà hả chị, mình cứ tập trung mình nhìn để người ta đọc mà người ta làm lễ á. Cái chị đang nhìn lên tự nhiên bao nhiêu người không thấy thầy, có mình chị thấy. Cái chị đang nhìn cái chị nhìn xuống cái chân thì thầy vẫn mang đôi dép độ âm nha. Chị nhìn nhớ rõ luôn. Mang đôi dép độ âm mà đi hai bên có vệ sĩ đi nữa em. Chị nghĩ, ủa sao mình nghĩ trong đầu ủa sao kỳ vậy ta? Ủa đi tu mà cũng phải có vệ sĩ là sao? Đi tu là mình buông bỏ mà em. Buông bỏ hết rồi. Mình đâu còn gì mà sợ chết nữa. Mà tại sao là phải có vệ sĩ bảo vệ là mà sao ta? Mà đi tu đâu có ai có gì đâu mà để mà cướp bóc gì. Đi tu là buông bỏ hết rồi. Mà đâu có sợ gì nữa đâu em. Yeah. Mà chỉ cần một bữa ăn thôi mà đâu còn gì nữa đâu. Mà sao phải có vệ sĩ theo bảo vệ là sao? Mình chỉ nghĩ trong đầu thôi. Yeah. Và từ đó là chị mất ấn tượng luôn. Dạ. Chị mất ấn tượng lúc mà thầy có vệ sĩ đi xung quanh là chị rồi xong rồi tự nhiên cái mình mở lên cái đĩa cái thầy chê cái chú đó đi qua cái viện chuyên tu của thầy á, ngày nào cũng đạp xe cọc cạch qua ăn bữa cơm xong rồi làm gì bậy bạ ba thứ rồi đi về chiều mai ăn rồi đưa cho 1 triệu bạc, còn thua cơm bình dân nữa. Còn thua cơm bình dân ở ngoài quán nó, trời ơi cái chuyện ấy, trời sao mà thầy lại suy tính so sánh như vậy, lại sao mà so sánh mà ăn bữa cơm rồi ha, rồi thua cơm bình dân nữa, sao thầy tính toán tiền bạc vậy ta? Dạ. Ủa mà tiền cũng Phật tử cũng dường với quý thầy làm gì có tiền? Dạ. Quý thầy sống tiền cũng nhờ bá tánh thôi chứ quý thầy làm gì ra tiền mà còn đem ra so sánh này kia, cái chị nghĩ chị bất mãn ghê luôn em. Dạ. Nghĩ thấy bất mãn đó, nhiều lúc ha, mình không biết nói sao. Nói mấy hôm chị nói chị mà được lên cái giáo hội Phật giáo mà ha, để chị ha, chia sẻ những quý thầy như vậy mà ai ngờ bây giờ hôm nay mới lòi ra hết bao nhiêu, hôm nay lòi ra bao nhiêu hết được mà được chia sẻ với em những cái gút mắt á trong lòng á, hôm nay nhiều khi ngủ không được luôn á. Dạ. Ngày xưa mà chị ngồi mà chị trì kinh á là mình tập trung vô quyển kinh. Dạ. Mình trì hết cái thời kinh mà tự nhiên cái lúc mà thầy Minh Đạo lên là gặp quý thầy này quý thầy nọ, nhất là cái thầy cái chùa Long Hương á, mà ngồi em chưa biết chị tốn tiền trong đó nhiều lắm, tốn tiền là để mua dưỡng sinh ăn thôi. Chị tin tưởng lắm. Cũng bị dính nữa hả? Chị tin tưởng, nói chung mà chị đặt về vấn đề sức khỏe rất là cao. Tối cao luôn, trên cao luôn. Chị rất là tin cái về dưỡng sinh thôi. Mà từ lúc mà chị nghe kể vậy, tự nhiên người chị nó rợn ốc lên em. Trời ơi, chị rợn tóc gáy lên luôn. Cái câu mà vô bình luận em nghe cái đọc cái câu đó không? Chị nghe chị ớn luôn á. Cái câu mà, trời ơi, thầy hút sò lông của cô Nga hả, thánh mà đi hút sò lông, tự nhiên chị đọc cái câu là chị bỏ qua luôn em. Chị đúng bỏ rồi. Qua chị không xém nghe, không dám nghe tiếp luôn em. Dạ. Tại vì một quý thầy mình đã ngưỡng mộ, mình đã tin tưởng về sức khỏe mình đặt hết niềm tin, nói chung là chị chỉ mua đồ dưỡng sinh đó chị ăn thôi. Dạ. Chị mua đồ dưỡng sinh để chị bảo vệ sức khỏe cho mình và gia đình với tất cả mọi người, chị cũng chia sẻ ăn cái đó nó tốt cho sức khỏe thôi, chứ chị không, chị cũng có đi ra chùa rồi, cũng có gặp trực diện với thầy luôn. Dạ. Yeah. Mà tại vì mình đã gặp trực diện với thầy rồi, xong mình nghĩ những cái câu bình luận trên đó không biết có thật hay không, tự nhiên chị nghe gì người chị đọc tới cái câu đó rụng rời. Ủa, tự nhiên cái người chị mà nó rụng rời luôn em. Bây giờ chị ngồi chị trì kinh một cái là chị tưởng tượng lấy, ủa rồi bây giờ Phật pháp như thế nào, mình phải tin con đường nào đây, để mình tu ở đâu đây. Yeah. Rồi bây giờ hôm nay mình ngồi mỗi ngày mình trì từng thời kinh rồi, mình phải tin ai thôi, mình nghĩ đến Đức Phật thôi. Đức Phật tu mà Đức Phật không dám đi tới chỗ nhà dân nhiều,
là sợ ma tăng, là sợ những người đó họ sẽ quyến rũ. Đức Phật phải tu một nơi hẻo lánh mà bắt những đệ tử là phải ăn mặc y phấn tảo đó em. Quần áo đó, xấu xí để đừng ai để ý tới mình hết. Mà hôm nay tự nhiên mà theo chị nghĩ, theo chị cũng có nói đóng góp ý lên. Làm ơn những chùa tăng thì nam đến, còn những chùa ni thì nữ đến. Đừng có nữ mà đến chùa nam, mà nam đến chùa nữ. Nhưng mà em thấy không, nữ hiếm lắm. Đa số là cũng do Phật tử mình nhiều đúng không em? Thì bởi vậy mới có chuyện mình... thì bởi vậy mới có chuyện xảy ra đó. Do Phật tử mình cứ đến đó thì cứ đến chỗ quý thầy làm chi? Mình phải cách xa đến nỗi mà mấy thầy tu hạnh đầu đà là mình không được đụng vô quý thầy ha. Mà cái này gì mà nắm ôm chân ôm tay là sao? Dịnh chân dịnh tay quý thầy là sao? Chỗ sư phụ ơi hay quá đồ, nghe tới nó gai ốc, nó nổi rần lên, nghe thấy ớn, đâu phải tu. Lúc mà thầy Minh Tuệ có chia sẻ cái khúc mà có một quý thầy nào tu ở trên An Giang em. Lúc mà cái dâm dục mà nó lên mới chịu không nổi, người cái quý thầy nó phải lấy dao để cắt cái đó đó. Cắt sâu quá bị tử vong luôn đó em. Cái dâm dục nó còn nhiều lắm chứ bộ, đâu có hết được. Mà Phật tử nữ mình cứ đến chùa nam làm công vãn chi vậy? Quý thầy ở đó vẫn làm được, vẫn nấu ăn được, vẫn quét lá được mà. Theo chị nghĩ là vậy, nên chị ít đến chùa lắm. Chị tu thì chị tu chứ chị ít đến chùa lắm. Tu thì mình hiểu, mình tìm hiểu kinh Đức Phật này kia thôi, chứ mình đừng hạn chế đến chùa nam. Nữ thì đến chùa ni thì đến, chứ mà nam thì ít đến đó. Đến nhiều lúc mình thấy như vậy mình phiền não em. Ảnh hưởng nữa. Trời, có nhiều người nữ họ đến chùa đâu phải đàng hoàng đâu em. Cũng giống như là nói chung là có những sự mê hoặc nữa. Làm cho quý thầy, quý thầy cũng người phàm chứ đâu, quý thầy là Phật. Thôi mà quý thầy không tránh khỏi những cái chuyện đó, em cứ người dậy dậy hoài thôi mà được. Ủa em có xuống dưới đó chưa? Có xuống dưới làng Vạn Hạnh chưa? Dạ chưa. Có định đi không? Dạ có định đi á. Có định đi đến viện chuyên tu để tìm hiểu luôn không? Dạ. Để coi chút biết người ta nói gì. Cái viện chuyên tu thì bây giờ thấy cũng im ái lắm, không ai tới luôn em, thấy vắng lặng lắm. Thì đó từ ngày xưa làm lễ dừng bản rần, nhưng mà thời gian sau này chẳng thấy bóng ma nào đến hết trơn á. Rồi bây giờ tới ổng xuất hiện lên chỗ này nữa, ai đâu mà tới. Có chuyện tới là đốt luôn. Dạ. Chuyện tới là phá là đập luôn chứ. Dạ. Rồi em cảm ơn chị ha, tạm biệt chị nhiều. Ý là chị chia sẻ thêm một ít, em thấy cái nào hữu ích thì em cứ đưa lên để cho Phật tử biết thêm. Để nói chung là thôi kệ quý thầy tu làm sao thì quý thầy phải lãnh hậu quả thôi, lãnh cái quả báo thôi, còn mình cứ đừng có chửi quý thầy, mình chửi là mình bị khẩu nghiệp. Quá trời em nói chuyện em người ta chửi em chỉ ngồi em cười cười thôi. thì mình đừng có ấy khẩu nghiệp em thôi. Nhưng mà người ta phải ý niệm đúng quyền lãnh quả báo lắm. Nhưng mà chị biết sao không? Tại người ta thương mấy đứa trẻ quá nên người ta bức xúc, người ta nói thôi. Thương mấy đứa trẻ, nhưng mà em nghĩ đi, thầy Minh Đạo làm vậy đúng không? Theo chị nghĩ là đúng á. Nếu thầy Minh Đạo không làm vậy, em nghĩ đi, thầy Minh Đạo làm vậy đúng không? Nếu theo chị nghĩ là đúng, chị cũng tán thán thầy Minh Đạo làm vậy. Nếu thầy Minh Đạo không làm vậy thì làm sao mình biết được những thầy tu chưa tốt mới lòi ra được ha? Nếu thầy Minh Đạo yên ổn trong cái chùa để tu rưỡi giữ mấy em thì Phật tử không hề biết. Không hề biết những quý thầy chưa tốt, những quý thầy dành ăn ha. Đó vậy đó, như vậy thôi, nói cho Phật tử hiểu chút xíu đó. Phật tử thương thì thương, nhưng mà phải nghĩ đi nghĩ lại, nhớ như quý thầy tu mình đã đắc đạo rồi là người ta nhìn ra hay lắm em. Mình Phật tử người phàm mình nhìn chưa hấu đâu. Với lại hai thầy, chị theo thì nghĩ thầy Minh Đạo, thầy Minh Tuệ có chư thiên theo hộ vệ đó, chỉ là dẫn dắt đúng rồi, chứ không phải là đơn thuần đâu em. Không phải đơn thuần như Phật tử nghĩ đâu. Dạ, xin kính thưa quý vị khán giả thân mến, đó cũng là nội dung thông tin trong ngày hôm nay mà Hiếu muốn gửi đến cho tất cả vị khán giả được biết những cái sự việc có liên quan đến tu viện của sư Thích Minh Đạo. Thì theo vị khán giả có nhận định và đánh giá như thế nào? Rất mong là vị khán giả để lại bình luận góp ý và nhận xét dưới phần video này cho Hiếu biết nhé. Video hôm nay khá dài đúng không vị khán giả? Cho nên là Hiếu cũng không có bình luận sâu. Thì những gì mà
những người mà yêu thương bảo vệ chánh pháp lên tiếng thì chúng ta cũng đã hiểu hết câu chuyện đúng không ạ? Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã bỏ thời gian ra nghe nội dung thông tin trong ngày hôm nay để ủng hộ cho Hiếu, ủng hộ cho sư Thích Minh Đạo cũng như là ủng hộ cho sư Thích Minh Tuệ à. Cảm ơn quý vị nhiều lắm. Rất mong là việc khán giả khi xem để lại bình luận góp ý, chia sẻ nội dung thông tin hôm nay đến với tất cả mọi người để chúng ta cùng có tiếng nói chung lên án thợ tu sàm tăng thích cúng dường nha thưa vị. Cảm ơn quý vị một lần nữa. Chúc quý vị trên kênh của Hiếu luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào trong những video tiếp theo ạ.